thác nước chảy từ rừng ra rất là đẹp. Đây là khu du lịch thác Kiri. Ở khu rừng băng đen khu du lịch. Khu này đi picnic đi cắm trại rất là tuyệt vời. Đi hoặc là team building của công ty đi rất là tốt. Rừng nguyên sinh, hát lớp rừng nguyên sinh, có khu để mà cắm trại gấu lướng nhậu nhẹt. Trồng rất là nhiều hoa cẩm tú cầu đẹp. Cái khu này được cái nó hoang sơ nằm giữa rừng, xung quanh rừng không, lúc cây hồng đã, cây hồng leo đã. Chắc là đâu còn gì đâu, bên kia. Chuối hoa thôi, bà chờ hoa thôi. Đây, có mấy khu ẻ hết rồi. Thác ở đâu đâu? Đi bên kia. Cái rừng kìa, nguyên vạt cái rừng. Cái buồng này, đây là cái buồng để lại. Kìa, vào cái này. Kìa, cái này nó cũng ấy rồi, suối này chưa. Không, suối chưa. Cái rừng nó tự mọc không phải nó trồng đâu. Không biết gì rồi. Cái này rừng trên nó tự nguyên sinh không mà nó chỉ đục cái chỗ này ra nó. Được đi cắm trại công ty cắm trại được. Nhưng tại nó nguyên sinh. Và mình lên mé là làm rồi nên nó giải hết về nguyên sinh rồi. Ví dụ đi vé xe ngon hơn. Nó vừa rẻ mà nằm nó sướng hơn. Vé bao nhiêu đâu, vé có 250. Giờ đi về 500 ngàn đi. Điều quan trọng là tới Gia Tâm là phải thuê xe. Xe lâu lắm rồi con trai xịt lốp rồi. Để làm cảnh thôi. Cái chanh. Có nhiều trái phết rồi. À chứ. Nhìn cổ kính. Cái chanh già, cái chanh già, cái chanh rừng giữ lại. Bên là thác, bên là suối, nước trong vắt à. Rất là đẹp, mát. Này đi picnic rất là ok. Chiếu ăn nhậu.
Vé ở đây khá là rẻ, vé xe thì là 250, còn vé đi đi lẻ thì 20.000 một vé vào cổng. Cũng là làm cơm làm. Các bác sĩ. Nói cho ăn luôn này, sao đi vào đông rồi chú, cái hoa anh đào ở trong hết trời. Đây có mấy bông rồi. Sức nước này, sức nước này. Nó giống như là ấy của đồng bào ấy rồi. Đấy là mô tả lại ấy, canh tác của đồng bào. Khác đấy. Mùa này hết nước rồi. Đi trước Tết rồi. Khác này rồi. Lấy con bắt, lấy rồi thì cứ dừng con bắt. Nó là bò kè tràn. Đi lên tháp. Thác nước chảy từ rừng ra rất là đẹp. Xuống gần thác lốt, chân thác leo lên trên rừng rồi xong rồi xuống.
nhưng mà rác thải như các bạn xem, khẩu trang, lon nước ngọt, rác. Đấy, các bạn thấy lon nước ngọt này. Rác không. Bên này nó làm nó có cái sắt đồng hoàng, bên kia nó làm tạm nó mới sắt. Cái phần xe phần mà nó gốc là đoàn nó gốc này mà nó tóc khuỷu lên đường dài nó ngắn vậy. Đi chắp leo lên nó còn một phút nữa đi lên đỉnh là còn gốc nữa. Trong vắt nhìn thấy đấy không? Chắc là cao tới khoảng 100 mét, rất là cao. Đây cảnh suối rừng còn nguyên sinh nguyên sơ, suối này rất trong vắt. Ngâm bia uống ok không? Rất là lạnh. Rất lạnh tốt à. Suối nguồn tự nhiên, nước trong vắt và lành toát. Cái này ngâm bia ngâm rượu thôi uống, không cần đá, trong vắt. Bên này vẫn là rừng rồi, okay.